bất kể mưa gió ra sao. Và tiếp theo thì xin mời một người gọi là gì ta, gọi là anh cũng được, thầy cũng được, gọi là cái gì gọi là gì cũng được, nhưng mà đó là một cái người đã nâng đỡ Đạt rất là nhiều, đã chỉ cho Đạt khá là nhiều và rất kiên nhẫn, rất kiên nhẫn với Đạt, rất kiên nhẫn. Mặc dù Đạt biết người này cũng mới đây thôi, nhưng mà thật ra là hợp tần số và đủ duyên với nhau, cho nên là đồng hành được với nhau. Vậy thì bây giờ chắc là em xin phép Ngạn Quân xin mời anh lên sân khấu và cùng giao lưu với mọi người đây. Chúc em mong kia yên lành như bóng
tìm về. Dù là cơn mưa băng giá, dù đời chờ là nỗi xót xa, dù tình chỉ là mơ mây, bữa ơi còn khó khăn chờ. Này người tình cầm tay em nhé, dù đời này bao nhiêu bão giông, để được được kề bên em, mưa sẽ thôi rơi. Hãy subscribe cho thank you.
tan vỡ. Để lại những vết thương ôi sao thì đau như dù rồi lại vẫn ngóng chờ tình yêu sao đã vui phai phút cuối yên thương gần xa đưa thôi để rồi nhé em hơn. Thank you.